Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Trong danh sách những người giàu có của Forbes, 18 trên 40 người đứng đầu đều là người Do Thái. Họ còn chiếm khoảng một nửa các công ty nổi tiếng trên thế giới. Quả là điều thần kỳ. Vậy người bình thường làm cách nào để trở nên giàu có như họ? Hãy cùng lắng nghe ba câu chuyện sau đây. Thứ nhất, tư duy hạt cà phê. Một cô gái người Do Thái mới bắt đầu kinh doanh và đã gặp thất bại. Vì thế, cô gái khóc lóc nói với cha mình: "Chẳng phải người dân Do Thái chúng ta rất thông minh hay sao? Tại sao con làm gì cũng không thành công? Hay do con không được thừa hưởng IQ và gen ưu tú từ dân tộc ta? Chẳng lẽ con phải thất bại cả đời sao cha?" Cha của cô gái không nói gì mà vào bếp lấy ra một vài thứ: nước uống, hạt cà phê, cà rốt và trứng gà. Sau đó, ông đổ nước vào nồi đun lên. Nước vừa sôi thì cho cà rốt, trứng và thả hạt cà phê vào. Chỉ vài phút sau, trứng và cà rốt lần lượt được nấu chín. Hạt cà phê ra màu khiến cả nồi nước đều có màu đen của cà phê, mùi thơm của cà phê tỏa ra rất dễ chịu. Không có ai sống dễ dàng cả. Giống như nồi nước này, mỗi người đều phải trải qua ấm lạnh chốn nhân gian. Đó là chuyện rất bình thường. Hạt cà phê trông nhỏ nhoi nhất, nhưng nó lại ảnh hưởng đến nước trong cả nồi. Cuối cùng còn tỏa ra hương thơm, khiến cuộc sống thêm phần màu sắc. Vậy nên con không cần phải vội thấy mình kém cỏi. Tất cả thất bại và đau khổ của cuộc sống không phải đều xấu, mà chỉ là một quá trình mài giũa và rèn luyện. Đôi khi bạn thấy cuộc sống của người khác tốt, nhưng sau lưng chưa hẳn đã là vậy. Thay vì phàn nàn, hãy tập trung vào việc thay đổi bản thân để khiến cuộc sống leo lên tầm cao mới. Thứ hai, tư duy bán lừa. Chuyện kể, một người Do Thái mua một con lừa của một người nông dân, nhưng hôm sau con lừa này lại chết. Anh ta vì vậy đã đến nhà người nông dân đòi trả hàng, nhưng người này không chịu. Người Do Thái không cãi cọ gì mà nghĩ ra một cách. Anh ta đi in 1.000 tờ vé, mỗi tờ giá 7 đồng bạc, hứa rằng nếu ai trúng giải sẽ có được một con lừa. Còn nếu ai không hài lòng với phần thưởng, anh ta sẽ trả lại tiền ban đầu. Những người ở chợ không biết rằng con lừa đã chết, nên họ háo hức đi mua vé. Sau khi 1.000 tờ vé được bán hết, một người đã chạy đến nói rằng mình có tờ vé trúng giải. Người Do Thái đưa anh ta con lừa đã chết, nhưng anh ta lại thất vọng nói muốn được hoàn tiền. Sau khi trả tiền cho người đó, người Do Thái đã kiếm được gần 7.000 đồng bạc. Đây là tư duy bán lừa rất nổi tiếng, nói cho chúng ta biết một điều: khi gặp khó khăn, nhất định đừng vội than vãn. Có đôi lúc, chúng ta phải chấp nhận tổn thất và buông bỏ một vài thứ, sau đó tìm ra giải pháp khác. Chỉ khi bạn chăm chỉ mới có thể đón nhận cơ hội và may mắn. Thứ ba, tư duy một đô la. Ông vua dầu mỏ nổi tiếng Rockefeller cũng là một người Do Thái. Có lần, Rockefeller đang đi bộ ngoài trời một mình thì trời đổ mưa. Toàn thân ông ướt đẫm chạy đến bến xe để trú mưa. Một bà lão mặc quần áo đắt tiền thấy vậy, tưởng Rockefeller đang làm việc ở bến xe nên đã vẫy tay gọi ông đến và bảo: "Mang hành lý ra ngoài giúp tôi sẽ cho anh một đô la." Ở thời điểm đó, xách hành lý mà nhận được một đô la là rất nhiều tiền. Rockefeller không nói lời nào, lập tức giúp bà lão xách hành lý ra ngoài. Vừa gặp nhân viên nhà ga thì người kia lập tức cùng kính chào: "Ngài Rockefeller." Bà lão ngạc nhiên: "Tôi thực sự xin lỗi, tôi không nhận ra ngài Rockefeller, còn đưa ngài một đô la để xách hành lý cho tôi nữa chứ?" Rockefeller hóm hỉnh trả lời: "Bây giờ bà nhận ra rồi, nhưng tôi cũng sẽ không trả lại một đô la này đâu, vì nó là thu nhập lao động hợp pháp." Trên thế giới, người Do Thái nổi tiếng keo kiệt, nói hoa mỹ là tiết kiệm, nói trắng ra là buồn xỉn. Buffett cũng vậy. Nghe nói ông ra ngoài chỉ ngồi ghế hạng phổ thông và ăn những món ăn nhanh đơn giản. Nhưng bạn nên hiểu rõ, sự keo kiệt của họ không thể hiện trong sự nghiệp mà thể hiện trong yêu cầu cuộc sống của chính họ. Loại bỏ những ham muốn vật chất không cần thiết và chống lại sự cám dỗ của chủ nghĩa tiêu dùng. Đây là phẩm chất mà người Do Thái chú trọng nhất. Phẩm chất này
lại khó tìm thấy trong xã hội hiện nay. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải tiêu tiền trên lưỡi dao. Ngay bây giờ, trong kinh doanh và các suy nghĩ thường ngày, bạn hãy áp dụng 3 tư duy trên nhé. Người Do Thái có 7 lời dân đáng để mỗi người chúng ta học hỏi và chiêm nghiệm. Thứ nhất, người không muốn lội sông cũng chẳng thể rẽ sóng đạp gió. Việc nhỏ không làm, sao làm được việc lớn? Sự tầm thường của con người, phần lớn không phải vì bản thân thiếu năng lực, mà vì bằng lòng với hiện trạng mà thiếu đi một chút hoài bão. Một người không có mục tiêu hoặc khát khao, suốt ngày chỉ sống trong tình trạng đầu óc mông lung, cuối cùng trở nên tầm thường từ ngày này qua ngày khác, chôn vùi bản thân, chẳng làm ra được chuyện gì. Hy vọng mỗi chúng ta đều có hoài bão, tìm được ý nghĩa cuộc sống và làm được những điều lớn lao, không dừng bước trước khó khăn và chiến đấu hết mình, để cuộc đời này không uổng phí. Thứ hai, chỉ kẻ ngu ngốc mới tiếp tục mắc sai lầm. Người thông minh học hỏi từ sai lầm của kẻ ngu ngốc. Marx đã từng nói, con người vèo cách đi bộ vào cách vấp ngã, và chỉ khi học được cách vấp ngã, người ta mới thực sự biết cách đi bộ. Điều đáng sợ nhất không phải việc mắc sai lầm, mà là sau khi mắc sai lầm vẫn không biết suy ngẫm, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục mắc phải sai lầm đó. Như vậy, chẳng phải là uổng phí thời gian và công sức lắm sao? Trong luận ngữ có viết, một ngày phải kiểm điểm bản thân 3 lần. Là người thông minh, không chỉ biết nhận thức sai lầm của bản thân để sửa đổi, mà còn giỏi rút ra bài học từ những thất bại của người khác. Như vậy, khi gặp phải các vấn đề tương tự, có thể giúp chúng ta hạn chế đi đường vòng. Đối với cuộc đời, cũng không cần phải trả quá nhiều học phí. Trưởng thành là một quá trình không ngừng thử và sai. Chỉ những người biết học hỏi và đúc kết mới có thể tiến xa hơn. Thứ ba, ngựa dễ mắc sai lầm trên nền đất yếu, và con người dễ giành giật nhau bởi những lời ngon ngọt. Một môi trường quá thoải mái, dễ chịu, lâu ngày chỉ khiến ý chí con người bị thui chột, khiến con người thả lỏng cảnh giác, dần dần đánh mất chính mình, cảm nhận không được những kích thích và thay đổi từ bên ngoài, cũng chẳng còn nhanh nhạy để phát hiện ra những mối nguy hiểm đang tiếp cận bản thân. Trên đời chẳng có con đường nào bằng phẳng mãi. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi mọi việc đều như ý mình. Đường đời dài rộng, phải biết đề phòng tính kiêu ngạo, hấp tấp, cẩn trọng kẻo gặp rắc rối, lúc sóng to gió lớn vẫn giữ vững tay chèo. Làm người không thể quá hung hăng, xem mình cao hơn người khác. Trái lại, hãy giữ thái độ khiêm tốn để có thể vững vàng và vươn xa. Thứ tư, không đọc sách dù đi vạn dặm cũng chỉ là người đưa thư. Có một câu nói rất hay, đọc sách tu luyện trí óc, du lịch mở rộng con mắt. Nếu chỉ đi du lịch mà không có trau dồi kiến thức, thì cảnh vật ven đường có đẹp tới mấy cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, sớm bị lãng quên mà thôi. Như vậy, cách tốt nhất để nâng cao cả tầm nhìn và nhận thức chính là đọc sách kết hợp với tìm tòi khám phá. Khi chúng ta đọc càng nhiều sách, dù ở bất cứ ngã đường nào, việc liên tục suy nghĩ và đúc kết cuộc sống, tâm hồn chúng ta cũng sẽ trở nên phong phú hơn. Thứ năm, nếu chỉ chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự giả đi của bản thân. Trong cuộc sống, luôn có những người đặt hy vọng vào người khác và chờ cơ hội tự khắc đến. Nhưng một cuộc sống tốt đẹp không bao giờ là sống trong chờ đợi. Bạn phải làm việc chăm chỉ vì tương lai phía trước. Tôi đã từng nghe một câu, hành động là khởi đầu của thành công và chờ đợi là khởi nguồn của thất bại. Muốn xinh đẹp, hãy cố gắng giữ kỷ luật. Muốn hiểu biết thì hãy đọc thơ, sách báo. Nếu muốn thăng tiến thì chỉ có cách làm việc chăm chỉ. Chỉ cần để bản thân hành động trước và tiếp tục bước đi, mọi thứ tươi đẹp sẽ dần tiến lại gần và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rực rỡ. Thứ sáu, ở cùng với một con sói, bạn sẽ chỉ học được cách hú. Tiếp xúc với người xuất sắc mới khiến bạn trở nên ưu tú. Có một câu nói rằng, trình độ của bạn thường là mức trung bình của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất. Nói cách khác, không quan trọng bạn là ai, quan trọng là bạn đang được tiếp xúc với những ai.
con người là động vật duy nhất có thể chấp nhận những gợi ý. Kết giao với những người chỉ tối ngày rượu thịt sẽ khiến bạn trở nên ham vui, không còn dám nghĩ, dám làm. Ngược lại, kết thân với những người có chí hướng sẽ giúp bạn tìm thấy cảm hứng và năng lượng tích cực. Tránh xa những người luôn phàn nàn, không tìm kiếm sự cải thiện và không ngừng hút cạn năng lượng của bạn. Hãy ở bên những người tích cực có thể phát triển cùng bạn. Bằng cách này, bạn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thứ bảy, trên đời có 3 thứ mà người khác không thể lấy đi. 1 là đồ ăn vào bụng, 2 là ước mơ giấu trong tim, 3 là sách đọc vào đầu. Có một câu nói cổ rất hay, phong thủy xoay vần. Không ai suôn sẻ mãi mãi, mọi danh vọng, của cải, tiền bạc trên đời chỉ là tạm bợ. Tất cả những điều may mắn mà bạn thu hoạch được có thể sẽ tan biến ngay lập tức. Nhưng chỉ có 3 thứ mà người khác sẽ không bao giờ lấy đi. Ăn thức ăn vào bụng sẽ bồi bổ cơ thể, khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của cuộc sống. Ước mơ ẩn chứa trong tim sẽ cho bạn dũng khí, không sợ thất bại và sức mạnh để bắt đầu lại mọi thứ. Sách đọc vào não bộ của bạn sẽ làm phong phú thêm tính khí và cách trò chuyện của bạn, nâng cao kiến thức và làm phong phú thêm suy nghĩ của bạn. Đây mới thực sự là những của cải đắt giá nhất đối với một người. Hy vọng tất cả chúng ta có thể trở thành những người với năng lượng ấm áp, dũng cảm ngẩng đầu để theo đuổi ước mơ, khát vọng và sống cuộc sống theo cách mà chúng ta mong muốn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhờ mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.